Đó, mình sẽ chỉnh sửa video mới upload nó xong các bạn xem luôn nhé. Thì ở phiên bản cũ thì các bạn hãy quay lại chỉnh sửa thôi. Thì khi mình nói với các bạn đánh cái nguyên đi cái nhỏ cái nguyên một biết cái nguyên chuyện cái biết tu vi thì cái này đăng nhập là phải như vậy. Cái link này nó sẽ chuyển về cái mảng đầu của YouTube chúng ta dễ chỉnh sửa. Nên chúng ta đọc về một cái phiên bản đầu của chúng ta. Cứ qua một chỉnh sửa thôi. Chúng ta vào F tính bên nâng cao. Rồi, bắt đầu các bạn nha. Giờ mình sẽ đăng nhập vào cái link này. Hoặc các bạn có thể gọi tudo.youtube.com. Sau khi ra trang chủ mới thì các bạn nhìn bên góc trái nè, bên giữa ha, nó có một video nó vào đây. Phần một đây là nó hiển thị tất cả video mà chúng ta đã upload. Các bạn vào cái biểu tượng xem video trên YouTube thường nó nằm cuối cái đường chữ của cái video mà bạn đã tải lên. Rồi, sau đó các bạn đăng nhập thì các bạn quan sát góc phải dưới cái video thì nó sẽ có cái phần chỉnh sửa video. Như ở đây mình chỉnh video khác. Mình cũng như như này đây. Ở phiên bản mới nó rất là hay là nó cho chúng ta chỉnh từng video và nó vẫn có những cái điều chọn nhanh như bật kiếm tiền online này. Chúng ta không phải vào từng cái video để chúng ta bật mà chúng ta trong cái một cái danh sách đây, trong cái một danh sách này mình ví dụ đây đó, nó sẽ có chúng ta bật luôn. Chúng ta không phải vào từng cái video như là phiên bản cũ nữa. Những cái tính năng nó tùy chọn nhanh hơn. Thì khi chúng ta muốn chỉnh sửa một video thì đó chúng ta phải vào một cái video chúng ta chỉnh sửa. Thì thằng này nó có cái cơ bản nâng cao và hình thu nhỏ. Sau khi chúng ta chỉnh xong hết các bạn vào một cái lưu lúc bên phải trên cùng hoặc chúng ta chọn cái chụp ảnh thu nhỏ cho video của mình trên máy tính hoặc là cái mà có sẵn nó hiển thị đây. Rồi tiếp đó chúng ta vào góc bên trái cái phần chỉnh sửa. Cái phần trình chỉnh sửa này thì chúng ta chỉnh sửa video. Cái mục này nó có nhiều lựa chọn. Cái phần này nó cho phép chúng ta kéo qua phải rồi chuyển cứ. Đó, cái hình mà gom này nó cho chúng ta thấy được cái hình video giống như những cái trình chỉnh sửa video hết. Chúng ta coi cái đoạn hình như nó dài, cái nhấn, nhìn chúng ta dễ quan sát, chúng ta chỉnh sửa hơn.
chúng ta thu lại tiền nữa thì chúng ta dễ càng định giá định sửa hơn. Để mình kết thúc thì chúng ta phải kèm cái những video quảng cáo là cái như là nó các bạn muốn kèm trên cái video này. Đây là một cái bỏ này. Khi chúng ta click vào cái bỏ chúng ta kéo được này. Nó mà qua cái này, đây cái này. Từng cái ô này ha. Đến cái đầu này là dây này chúng ta cần cắt. Rồi chúng ta buông nha. Cũng tương tự như vậy bên góc bên phải. Chúng ta kéo đến cái đầu này bên này cắt. Rồi chúng ta buông nha. Thì bình thường chúng ta phải chọn cái đường trắng nha mà đường trắng đang di chuyển nha mà nó là cái giống như là cái điểm chính để chọn cắt cái như mình muốn cắt đoạn này thì chúng ta buông để đây rồi chúng ta kéo nó qua mình đây mình như vậy lại mình để đây rồi qua luôn mình đặt ở đây cho nó phải hơn cái đoạn cũ nữa mà. Bây giờ các bạn thấy gì tự tắt nó sáng màu trắng thì chúng ta buông nhau này rồi nó bấm vào tắt này rồi chúng ta kéo ha chúng ta kéo vào trái thì chúng ta cắt cái phần trong này chúng ta kéo vào phải thì chúng ta cắt phần bên phải rồi sau khi cắt xong các bạn hãy xem trước rồi chúng ta không hài lòng chúng ta xóa tất cả nó hay như những cũ này. Không phải bấm nút 5 là làm lại gì đâu chỉ là làm lại một thao tác thôi nhẹ hơn chứ rồi sau khi bạn chỉnh sửa xong nó thì chúng ta lưu nó ở trên để bỏ lại nha đó chỉnh sửa ok mình lấy cái đầu ở giữa này rồi chúng ta bấm tắt thì cái cách này chúng ta cũng gắt mình nè bên trái thì chúng ta buông nha chúng ta ấn cái dấu ít này và nó sẽ lấy phần bên trái nó cả thì tương tự và các bạn lấy xong rồi chúng ta lưu cho mình thôi chúng ta bấm xem trước thôi rồi chúng ta lưu là thành công rồi chúng ta lấy những cái